có con họ Thiên ngồi ở nơi đây, phòng này từ 5 năm trước. Những cái gì ở bên nói, đứa nào nghe clip từ số 1 tới 254, số nói cái này bao nhiêu lần? Nhiều lần lắm đó không? Nhưng mà mấy con nghe thì để bên thôi, tôi chưa kiểm nhận, tôi không biết tôi tin sư phụ tôi hay không, đúng không? Gặp đầu tức là để tôi chưa tin. Nếu mà sư phụ kể thật hết những cái gì mà trong đời sống phân nửa của sư phụ cho các con nghe, các con sẽ không bao giờ có đứa nào có mặt ở trong phòng này. Và cũng sẽ không bao giờ có một sư phụ là Thiên Tuấn Kiệt. Nếu sư phụ kể thật hết sự thật, tại vì các con sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Con hiểu không? Thôi chỉ kể theo cái hợp cái thời hoàn cảnh với cái khả năng, cái trí tuệ của những đứa thiện tâm quay đầu đi tìm một cuộc sống tốt hơn và một con đường để mà đi thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian này thôi. Hôm nay sư phụ mới có bao nhiêu mấy chục triệu người ở Mỹ, 5-7 nghìn người. Còn nếu mà sư phụ mà kể thiệt 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 hết, bảo đảm không có người nào bây giờ theo sư phụ hết. Bảo đảm họ nói sư phụ là vua quan tưởng, sư phụ chỉ bị tiếng quan tưởng thôi, điên thôi chứ không phải là vua điên. Nó còn nhiều hơn như thế. Ngày 16 tháng 3 năm 2017, cũng ngay cái điện mẹ, trời ơi quên hồi sáng vừa mới kể, cha mặc áo long bào màu vàng, mẹ mặc áo long bào cha mặc áo long bào màu đỏ, mẹ mặc áo long bào màu vàng, rất là quay nghi, sau lưng muôn trùng luôn. Cái điện mẫu lúc đó nó là khoảng, hiện giờ là khoảng 300-400 square feet, nhưng mà lúc đó nó thành một cái không gian cực kỳ rộng lớn, và muôn trùng chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, những chư Phật ngồi trong tòa sen á, đầy trong đó, ánh sáng trong điện mẫu rực sáng hết. Sư phụ quỳ ngay đó và có 12 người đứng sau lưng sư phụ. Trong kỳ đó có mấy con biết 12 người đầu tiên. Ngày 16 tháng 3 cha ban cái đạo xuống trần gian cho chúng ta để chúng ta biết đường về cha mẹ, là ngay ngày đó. Cũng là điện mẫu mà nơi mà ai tới cũng lên, rất là màu nhiệm. Từ một cái tượng gỗ nhỏ xíu cũng có một vị đó thiệt á. Cho nên sư phụ thường dạy mấy đệ tử làm gì làm, vô điện mẫu. Giống như Vinh nói, I already put aside, keep quiet, right? Có không? Từ đầu đã có rồi. Chẳng qua là các con không có để ý thôi, sư phụ dùng chứ không để ý. Để con phải để ý. Mình lớn tiếng, mấy vị không có thích nghe. Là vì sao? Là cái miệng của chúng ta, ruột rang phèo phổi chúng ta nó trượt cho lắm, nó hôi lắm. Mấy chư vị là thơm Phật với Bồ Tát không à, mà cha mẹ ở đó là có tứ đại thiên dương, rất là màu nhiệm, rất là. Tại sao bao nhiêu người vô trong điện mẹ đều lăn khóc, đều từ một người cực ác thành cực thiện? Tại sao núi Thiên Sơn hôm nay lại nổi tiếng khắp thế giới, lại cứu được biết bao nhiêu chuyện binh đao khói lửa mà cứu hàng vạn chúng sanh? Một nơi tầm thường làm được vậy à? Vậy mà cái đám cao đi nó đòi đập cái điện mẹ hoài đó, không biết không? 5 năm nay đòi đập hoài đó, hỏi đi thì chán nội kìa. Thế nó ác không? Sư phụ, bởi vì tại sao phụ tốn gần 3-4 triệu bạc để mướn lực sư, mướn tùm lum để mà giữ cái điện mẫu lại tới ngày hôm nay? Sư phụ không biết ngày mốt con giữ nổi không? Mỗi nơi màu nhiệm như vậy mà người trần thế gian mình cứ đòi đi đập. Lời sư phụ nói các con gắng ghi nhớ. Cho nên cái thành phố này sau này nó sẽ có cái trận là Đại Hồng Thủy, Ring of the Fire, San Francisco sẽ đi xuống lòng biển. Cái thành phố này mấy gì nói sau này nước sẽ dâng lên, sẽ không còn phồn thịnh như thời nay nữa. Ngày hôm đó chúng ta không còn ở đây nhiều nữa. Nhưng mà sư phụ không có mong vậy. Hôm nay sư phụ nói ra được, có nghĩa là sư phụ xin được. Những cái người mà ác với sư phụ cỡ nào nữa, sư phụ cũng đều xin được.
thì con cảm thấy mình thương cái điện mẫu không? Cho nên hôm nay đứa nào lên được điện mẫu thì cứ gắng lên. Hiểu bây giờ tôi cũng chưa có biết là cuối cùng mà nó có kháng mình phải đập không á. Hiện giờ mình cũng đang nửa nửa. Tại mấy tiền trước nó tới rồi. Mà trong khi một nơi rất là màu nhiệm linh thiêng ban ra cái đạo cho toàn thế giới, Chú Hồ mà kể thật sự những gì Hồ trải kinh nghiệm qua đó là Chú Hồ sẽ không có một đứa đệ tử nào hết. con tin sư phụ. Nhưng mà khi mà sư phụ nói nhiều, sư phụ nói như vậy nha, sư phụ nói ngay trong thời khắc này xung quanh chúng ta có khoảng 30 người không phải là người phàm. Con có tin không? Đâu ổng đâu, mấy người đó đâu? Đào trên mấy cái hầm bóng này hả? Trung quanh tường khó nói lắm các con. Nhưng mà những ngày đầu sư phụ có nói ma hồ, sư phụ tả ổng nữa, tướng ổng cao như hết bên nhìn đó, ổng vẽ cái mặt ổng nhìn nè. Cho nên là lúc đó Hoàng Trang và anh mới đi tìm cái tượng nhỏ y chang nhỏ luôn, ổng khoái lắm, trời giống tôi quá vậy. Cái gì cũng như mình thôi, cũng phải có cái chân thành, cũng có hiện hữu. Mẹ như vậy là mẹ như vậy. Thế Huynh là người thấy sư phụ có bể trong Hồ Quang sư phụ bữa last time you saw me, right? Yes. My aura, right? Yes. Yeah. Mấy đứa con cũng có coi clip Thế Huynh nói chuyện quá. Sáng nay sư phụ nói đó. Con nói. Cái hồi đó anh thấy cái Hồ Quang của sư phụ chưa từng bao giờ thấy cái Hồ Quang. Anh không thể nào mà diễn tả dùng cái ngôn ngữ của mình để mà diễn tả cái Hồ Quang của sư phụ. Mình hỏi anh tại sao anh biết đó là sư phụ, anh nói là có một cái như một cái tâm linh nhập vào cái trí tuệ của mình cho mình biết á, người đó là sư phụ. Mà từ cái chỗ anh ngồi cách chỗ sư phụ là rất là xa, lúc có sư phụ ngồi mình nghĩ là chắc là Ngân đó, đội cái nón lá Việt Nam của mình đó. Sư phụ với Ngân là hôm đó ngồi ở chỗ mà gần chỗ cái miếu địa thần đó, mà anh thì anh ngồi tuốt gần chỗ cái băng Gary đó. Thì anh lên núi rồi thì cũng thấy là cái distance, cái khoảng cách từ đó ngồi qua cái chỗ sư phụ ngồi rất là xa, mà anh thấy cái cột ánh sáng của sư phụ cao tuốt lên tầng trời luôn nha, đi qua lên tầng trời luôn, từ trong vòng đó mà nhiều vòng hào quang hai bên. Thì hai bên cái cột ánh sáng đó là những cái vòng hào quang của sư phụ phủ chung quanh như vậy, và rất là xa tuốt. Nhưng mà anh nói xa không thể nào mà mình có thể đo lường được. Anh nói là cái hào quang của sư phụ là như là không thể nào mà diễn tả được. Và cái độ sáng rất là sáng, cái đèn ở thế gian này không thể nào so sánh được. Ở thế gian này không có cái đèn nào mà so sánh được với cái sáng của sư phụ. Tại sao anh nói đó là sư phụ? Thì lúc mà anh ngồi, anh nói không biết chắc mình tưởng tượng thôi. Khi anh mở mắt ra, nhưng anh vẫn còn thấy, cái ánh sáng. Xong rồi khi anh nhắm mắt lại, thì tiếp cũng vậy, cũng y chang như vậy. Thì
anh ngồi với anh không biết bao lâu nữa, cái anh nghe có cái tiếng bước chân ở trên cái đường, lúc đó có cái đường sỏi thì tiến về phía của anh đang ngồi, và cái ánh sáng nó cũng đi về phía của anh đang ngồi, thì anh thấy rõ ràng cái cột ánh sáng đó lại đi tiến về phía của anh, và bên cạnh thì có cái cô này nè, cái cô đệ tử ở bên cạnh đội cái nón lá nữa đi bên cạnh, đi tiến về phía của anh. Anh nghe cái tiếng, rồi nghe tiếng sư phụ nói chuyện với Ngân. Thì lúc đó là sư phụ tới rất gần chỗ anh ngồi. Sư phụ kêu, anh Quynh. Cái anh mở mắt ra, anh thấy đúng là cái cột ánh sáng này là sư phụ chứ còn ai vô đó nữa. Lúc đó Ngân đi bên cạnh sư phụ nữa. Rồi anh về, vì anh đang viết một cuốn sách về những cái trải nghiệm ăn người thiền. Cho nên anh về anh vẽ ra những cái gì mà anh thấy, anh vẽ ra rồi sau khi ngồi thiền thì anh thu băng, anh ghi lại hết tất cả. Anh có rất nhiều cái trải nghiệm mà sau này nếu mà có cơ duyên anh sẽ viết cái cuốn sách, anh kể lại hết những cái trải nghiệm đó. Chứ bây giờ nhiều quá nói ra hết, mà nếu mà không thu băng hay là không ghi lại thì rất dễ quên. Cho nên theo cái lời khuyên của sư phụ thì anh ghi lại hết, rồi ngoài cái việc viết ra sách, anh còn mua cái máy thu âm, lúc nào cũng ở bên cạnh đó. Khi anh thiền xong là anh thu lại hết trong đó để anh về anh làm lại một cái cuốn sách. Thì hy vọng là sau này nếu mà cuốn sách có thể viết xong thì cũng có thể là mọi người sẽ được biết thêm nhiều về những cái trải nghiệm mà anh đã trải qua. Dù anh Phương, theo sư phụ. Actually, I have practically, we're here in this room. I see all of you. Supa is here and appears as he appears with these eyes, but actually his appearance is a column of light 35 or more feet tall. Here. I can transform any form, whoever can imagine about me. So, this is amazing and real. Anh nói tất cả là thật đó, tin anh đi, thật hết đó. Anh là một nhà khoa học gia. Mà anh nói như vậy, anh nói cái này không phải là để được ngồi đây để nói chuyện với chư vị đâu, không phải là để được tiến tâm hay cái gì, hay có lợi lộc gì, không có. Anh muốn chia sẻ để cho tất cả mọi người hiểu rằng mình đang gần một vị thiên tử 100% cứ thiệt chứ không phải là giả. Một vị thiên tử đến với chúng ta, ngài là ánh sáng, ngài là ánh sáng. Bởi vì mình là người trần mắt thịt cho nên mình thấy ngài như là một người trần. Sự thật ra ngài là ánh sáng. Và vì vậy cho nên anh muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta và tất cả mọi người đang theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay để biết rằng những gì sư phụ nói mà sư phụ nói đều có thật hết. Những gì sư phụ xưa nay sư phụ nói cái gì cũng có hết, cũng xảy ra hết. Và chúng mình cũng tuyệt đối tin tưởng những gì sư phụ dạy chúng ta. Còn nhiều cái chuyện cũng là anh trải nghiệm, nhưng mà để bỏ mất thì giờ ở đây thì để con xin phép sư phụ buổi chia sẻ hôm nay xong thì mọi người
Con lên ngồi chia sẻ. Thiền đặt tâm, cứ mua nước phải uống hoài, phải có gì cũng mới đi. Đang ngồi vậy mà dám bỏ thì giờ mua là một cái hy sinh đó. Chứ đứa nào cũng nghiền ngồi đây đúng không? Con lên, con phải có lý do con mới dám làm được những hành động đó. Mỗi lần mà ngồi trong đám con cũng hay đứng lại mua đồ ăn. Tức là con hy sinh cái thời gian của con là phải chuyện đơn giản làm được. Nó đang ngồi nói chuyện này chỉ là phát biểu cảm tưởng. Đó là một sự hy sinh lớn luôn biết không? Chứ đứa nào ngồi sư phụ rồi không là muốn đứng gì. Có một đại tử nè, ngồi nghĩ sao nói vậy, con nghĩ sao con cứ nói vậy. Con có thích với sư phụ cũng lâu rồi, xong thế không con con nhắn tin cho sư phụ, xong giống như con cũng có đọc ba cái đức thầy, rồi có nói Minh Dương sẽ là Minh Dương là Phật Di Lạc, cho nên lúc mà sư phụ nói sư phụ là Minh Dương, cho nên con mới chắc chỉ là sư phụ là Phật Di Lạc, cho nên con có lòng tin sư phụ là Phật Di Lạc. Rồi con đi làm sao con muốn đi qua sư phụ lắm mà con không cách nào đi được, tại con làm 7 ngày mười mấy tiếng một ngày lắm, cho nên con không bao giờ được đi, nên lại con không dám bỏ tiệm nữa, cho nên con cứ phải làm hoài. Xong bữa đó có thằng Mỹ Đen vô, xong nó mang mặt nạ, xong cái nó mua bia, xong cái nó tới cái tính tiền, xong cái nó mua lay quay, cái nó lấy chai bia nó chặn mắt con, nó cũng may phước nó không có cướp con, như là nó không có lấy súng bắn con, nếu không con còn cơ hội đi gặp sư phụ rồi. Con nói làm sao làm cũng phải chết, phải trước khi chết con phải gặp sư phụ cho được. Cho nên con qua được máy bay qua đây thì biết sư phụ, xong con đi lên núi Thiên Long Sơn mà con không biết được, không biết lên được, nhưng con đậu xe con chui xuống để lên điện mẫu, nhưng mà lần đầu tiên chui vô cái cổng hả? Dạ. Thôi coi nhỉ, chỗ đó mà con chui được hả? Xong cái con lên thì con lên một cái cầu thang, con lên không nổi, sư phụ thấy con đi không nổi lắm đâu, bây giờ con leo mệt, con cứ nghỉ mệt hoài. Xong con lên được điện mẫu, xong cái con thức nhang cho cha mẹ xong rồi, xong con ngồi thiền lát, xong cái cha mẹ thương con ngồi thiền, xong cha mẹ cho con thấy được hình của cha mẹ y chang như trong hình vậy đó, thấy ngồi giống sư phụ nói y chang như vậy luôn. Dạ. Rồi xong cái con ngồi thiền xong rồi con nói con đi xuống con kiếm sư phụ, xong con đâu biết đường này đâu, con ấy lấy cái điện thoại á, nhưng mà nó cứ bị mất đường hoài, mất sóng hoài, cho nên con cũng kiếm được nơi đây, con tới được kiếm sư phụ, con vô con thắp điện cha mẹ xong cái con qua con qua đây, con thấy được sư phụ con mừng quá, xong cái con ngồi dưới đây nè, xong cái con nhìn sư phụ hoài, xong con thấy sư phụ có hào quang màu golden hào quang, con cứ tưởng là con cái mắt con nó bị gì, con cứ chớp mắt hoài, xong con có phải đúng không? Xong con nhìn thấy hào quang của sư phụ, nhưng mà con không dám nói, tại con quê con không dám ra ngoài cho người ta những cái chuyện đó, cho nên con chỉ âm thầm như vậy thôi. Xong con kể cho con kể cho sư phụ, xong cái sư phụ mà giống như thấy thương tình con, thấy mặt con tối ôn vậy đó, chắc sư phụ thương tình còn nghiệp con, sư phụ cho con cái precious này nè. Rồi sư phụ nhận con hết luôn rồi đó. Cái đó gần cái cuối cùng giờ đâu còn nữa. Đây là qua cái đợt rồi, nên con được cái này cái như là cuối cùng rồi. Dạ, cho nên con xin đại luôn, con không bao giờ nghĩ con được sư phụ nhận con làm đại tử đâu. Xong sư phụ cho con cái này, sư phụ dễ là chán con được, con nói anh vừa liên được bao nhiêu con được làm đại tử của sư phụ. Rồi xong rồi hồi bữa con ngồi với con bấm ba lợi, xong cái con ngồi con thấy hào quang của sư phụ nữa, con thấy sư phụ trên đây thì nó sáng, còn ở đây thì rainbow, màu rainbow á, con tưởng con qua mắt nữa nhưng mà con nhìn hoài,
Con cũng thấy sư phụ có hào quang nữa. Nói cho vị sư phụ. Đó là gì? Con có duyên với họ tiên. Nó là có duyên nữa, từ từ nói sao đi, con mẹ không kính nhiều lắm. Rồi, sư phụ rất là cảm ơn, có đứa đệ tử rất là thật tâm, thật tình. Và cũng có tiền kiếp, cũng đã từng gặp gỡ sư phụ hôm nay ngồi đây. Tất cả chúng ta ngồi đây đều là duyên hết nè. Duyên lành nè. Ok, và một hai người nữa.